Audi trân trọng kính chào quý khách. Cảm ơn quý khách đã luôn tin tưởng và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Dũng Audi tự hào là trung tâm mua bán ô tô lớn nhất Hải Dương, top 10 miền Bắc. Xin chào quý vị các bạn. Dũng Audi ô tô của Hải Dương ngày hôm nay xin giới thiệu quý vị các bạn một chiếc Hyundai Accent phiên bản đặc biệt. Đây là chiếc Hyundai Accent nhập khẩu nguyên chiếc năm 2011 phiên bản đặc biệt, máy 1.4 Eco. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc năm 2011 và mình xin nhấn mạnh đây là bản đặc biệt, phiên bản đặc biệt VVT. Thì phiên bản đặc biệt nó có cái gì hơn những cái phiên bản khác và khác biệt so với những bản khác của Hyundai Accent thì tí nữa mình sẽ giới thiệu cụ thể. Còn đây mình xin giới thiệu về tổng thành, thân vỏ, thiết kế kiểu dáng của chiếc xe. Đây là toàn bộ thân dáng kiểu dáng của chiếc xe thì nó cũng như chiếc những chiếc Hyundai Accent khác. Thế, nhưng mà nó có rất nhiều cái tính năng vượt trội hơn các xe khác của dòng Hyundai Accent bởi vì nó là phiên bản đặc biệt. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu với quý vị phiên bản đặc biệt nó khác với cả phiên bản khác là gồm những gì. Thì nó là bản phiên bản VVT. Thì đây ạ, quý vị hãy cùng với mình xem tổng thành thân vỏ của chiếc xe cũng như là ngắm về cái nội thất của chiếc xe. Đây đây là khi mà cái xe mở cửa ra thì quý vị có thể nhìn được cả thân vỏ và cả nội thất chiếc xe. Xe màu đen, nội thất thì có cái màu cũng là màu đen rất là đẹp luôn, phù hợp với cả cái kiểu dáng của xe. Thì đây là phiên bản đặc biệt VVT. Xe được trang bị gồm những trang thiết bị sau. Thứ nhất là vành la răng đúc 4 bánh, phanh ABS, phanh đĩa ABS, la răng đúc cả 4 bánh. Rồi là đây, cái kiểu dáng đèn xe này thì quá đẹp rồi. Thế còn đây, thiết kế thêm là xi nhan trên gương này, rồi chìa khóa thông minh này. Bây giờ mình sẽ đi theo chiến lược chi tiết đây ạ. Xe được nhập khẩu từ Hàn Quốc năm 2011 phiên bản đặc biệt, nhập khẩu nguyên chiếc năm 2011 cho quý vị nhé. Với chiếc xe này thì nó được trang bị gương kính chỉnh điện cụp điện này, vô lăng tích hợp bàn phím. Và đặc biệt hơn nó so với cả các cái bản khác là nó được trang bị đề sát ốp theo xe, chứ không phải đèn sát tốp chế, là đèn sát tốp theo xe, màn hình camera lùi theo xe, điều hòa tự động đấy, và điều hòa đây, điều hòa cơ, nhưng mà có cả sấy ghế nhé quý vị nhé. Đây là nút sấy ghế. Rồi là túi khí, thì chiếc xe phiên bản đặc biệt nó được trang bị một túi khí bên phụ này, một túi khí trên vô lăng này, và hai túi khí ở trên ghế. Đây, hai túi khí ở trên ghế và hai túi khí ở bên cột. Đây. Vậy là chiếc xe này được trang bị 6 túi khí, cửa sổ nóc. Vậy là mình đã giới thiệu qua các cái tính năng của chiếc xe này. Thì bây giờ về cái phần thân vỏ, các quý vị hãy cùng với mình kiểm tra về kỹ thuật sửa xe. Chiếc xe này nó là phiên bản đặc biệt, nó được trang bị gương kính chỉnh điện, cụp điện, vô lăng tích hợp bàn phím, đề sát tốp, 6 túi khí và có cả sấy ghế nhé. Có cửa sổ nóc, có 6 túi khí và gương kính chỉnh điện, cụp điện, vô lăng tích hợp bàn phím, màn hình camera lùi theo xe. Thì còn về bây giờ quý vị hãy cùng mình kiểm tra xe, sau đó thì đây cái thân vỏ thì quý vị xem rồi, đây là cái nội thất của xe nhé. Nội thất xe còn rất đẹp, quý vị nhìn thấy chưa? Đây nội thất cửa ghế ra, rồi nội thất trần nỉ. Đây.
chân nỉ đây, cửa sổ nóc. Chân nỉ thì đã được căng ni lông để tránh bụi bẩn rồi. Túi khí đây, 6 túi khí cơ, cho nên là nó là phiên bản đặc biệt. Và cái đặc biệt nữa của phiên bản này nó là động cơ eco. Tí nữa mình sẽ cho các bạn xem thế nào động cơ eco. Động cơ eco thì nó là dòng tiên tiến rồi, là nó được trang bị động cơ eco. Thì tất cả những dòng xe hạng sang và những dòng xe mới ra hiện đại bây giờ thì đều được trang bị động cơ eco, đi tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường. Đấy là cái ưu điểm của động cơ eco, tức là đi tiêu hao nhiên liệu ít và bảo vệ môi trường. Thì về phần keo chỉ thì chiếc xe này quý vị có thể nhìn thấy đây, đây là cái phần chỉ của cánh, phần chỉ của cánh bên phụ, cánh trước bên phụ đây, chỉ còn nguyên nha quý vị nhé, chỉ còn nguyên hết, chỉ còn nguyên chỉ. Táp ly đẹp, táp ly quý vị nhìn thấy, cáp táp ly còn rất đẹp luôn. Táp lô thì quá là đẹp luôn, táp lô không có một vết xước nào trên táp lô. Đấy, về còn về phần cánh sau, cánh sau bên phụ đây, đây là toàn bộ chỉ của cánh sau bên phụ cũng còn nguyên ạ, chỉ cánh sau bên phụ cũng còn nguyên quý vị nhé. Cái xe này thì khi mua xe thì toàn bộ xe khi mua vào thì Dũng Audi đã trực tiếp kiểm tra, kiểm tra về mọi cái thứ kỹ thuật rồi, là cho nên là quý vị có thể yên tâm, rất là yên tâm khi mua xe của bên mình đã được kiểm tra kỹ lưỡng rồi. Về phần cốp thì mình mở cái cốp lên, đây ạ. Về phần đuôi xe thì đây là toàn bộ đinh tán của cái đít này còn nguyên quý vị nhé, đinh tán còn nguyên. Bên này mình lau cái bụi đi, đây đinh tán còn nguyên hết quý vị nhé, tức là cái phần này là không bị đâm xô móp méo gì ở cái phần này. Nếu như đâm xô móp méo phần này thì toàn bộ những cái đinh tán này với cái keo này, đây là keo của nhà máy bên ngoài, tôi quý vị có thể nhìn rõ hơn như này thì quý vị có nhìn thấy đây là keo của cái phần giáp mối giữa tôn của cái vỏ này, tôn của cái vỏ này và phần khung xe, thì nó có cái giáp mối của tôn thì người ta phải bơm một lớp keo vào đây để cho nó tránh nước nó đọng vào, nó làm mục từ bên trong, nó đọng nước vào trong nó sẽ mọt từ bên trong mọt ra, thì người ta phải bơm keo. Đây gọi là keo còn nguyên, chỉ đây là phần keo hai bên đều đinh tán này và phần keo là còn nguyên si của hãng đấy. Người ta làm cái keo rất kín để tránh cái trường hợp nước nó chui vào cái phần này, nó đọng ẩm ở trong này, bụi bẩn đất cát rất lâu ngày nó sẽ mục từ trong mục ra, người ta phải bơm keo vào đây. Đấy là phần keo là hai bên này nguyên, tức là không bị đâm va vào hai phần đuôi đít đèn này, không hề có. Thế còn phần chỉ đây, quý vị có thể nhìn thấy chỉ cốp đây, chỉ cốp xịn còn nguyên đây, chỉ phần chỉ còn nguyên hết quý vị nhé, đây phần chỉ còn nguyên đây, còn nguyên hết. Đấy là phần chỉ ốc cốp đít đây, quý vị có nhìn thấy ốc cốp đít đây, đây là bẩn nhé quý vị nhé, không phải là đây là không phải vết mở nhưng mà đây bẩn nhé, tức là ốc cốp đít vẫn còn nguyên chưa mở. Đây bên này thì có thể rõ hơn, quý vị nhìn ở đây chưa mở nhé, chưa xước một tí sơn nào ốc cốp đít cả đấy ạ, ốc cốp đít còn nguyên. Đây là phần đây, đây là lốp dự phòng nguyên bản theo xe quý vị nhé, lốp dự phòng nguyên bản theo xe còn nguyên ta lông. Đây là chiếc lốp này là lốp dự phòng nguyên bản của xe, nó sẽ nhỏ hơn những cái lốp bình thường một chút, nó nhỏ hơn cái lốp đang đi một chút nhưng mà nó là lốp nguyên bản theo xe. Đây phần kích lốp đây còn rất là mới đây. Còn về phần gầm đây, về phần gầm quý vị nhìn thấy gầm sắt xi, gầm đây, gầm của khoang đây còn không có bị móp méo một tí nào, chỉ xước sát một đôi chỗ do người ta chở đồ. Đấy, chủ xe trước này rất cẩn thận quý vị nhìn thấy, họ còn làm cả một cái tấm gỗ này để đấy. Và bước tiếp theo là phần kia phía cánh sau bên lái, thì chỉ của cánh sau bên lái đây ạ, đây là phần chỉ của cánh sau bên lái đây, chỉ của cánh sau bên lái cũng còn nguyên nhé, không mất một phân chỉ cánh sau đâu, không mất một phân nào luôn. Còn đây là chỉ của cánh lái ạ, đây là chỉ cánh lái quý vị nhé, cũng còn nguyên nhé, không mất, gọi là người ta gọi là không mất phân chỉ nào. Đấy, keo chỉ còn nguyên zin hết quý vị có thể nhìn đấy. Nội thất thì còn đẹp, đây nội thất đây,
nội thất còn rất đẹp, táp ly táp lô đẹp, vô lăng, vô lăng cần số, vô lăng này còn vô lăng nguyên bản quý vị nhé, vô lăng này còn nguyên bản chưa khâu, tức là vô lăng mà những cái vô lăng của những cái dòng xe này, nếu mà cái vô lăng cái da này nó xấu này, người ta sẽ may một lớp da bọc bên ngoài, nhưng mà đây là lớp vô lăng này là vô lăng nguyên bản còn chưa thèm bọc lại cơ. Đây, thế còn đây là đây cần số đây, quý vị nhìn thấy cần số nguyên bản luôn. Đấy, xe được trang bị túi khí túi viết đầy đủ lắm. À, rồi là 6 túi khí này, có cả xây ghế này, rồi đèn startup, vô lăng kích hoạt toàn tính, gương kính chỉnh điện, cục điện. Bây giờ quý vị hãy cùng mình kiểm tra cái phần đầu của chiếc xe. Vậy là bốn cánh, chỉ bốn cánh còn nguyên, chỉ cốp còn nguyên. Bây giờ mình sẽ kiểm tra chỉ capo cũng như là phần khoang máy của chiếc xe. Đây ạ, đây là khoang máy của chiếc xe. Quý vị có thể nhìn thấy đây. Khoang máy thì chiếc xe này họ chạy đường đô thị, cho nên là khoang máy khá là sạch sẽ. Khoang máy khá là sạch sẽ nha quý vị nhé. Xe đây, về phần chỉ cabo thì quý vị nhìn thấy đây, nó hơi sẽ hơi bị ngược sáng một chút, nhưng mà quý vị chịu khó xem là chỉ cabo vẫn còn nguyên. Đây là cái cảm nhận của mình. Đây là mình xem đây, quý vị nhìn đây, chỉ cabo còn nguyên ạ. Đây bên này, chỉ cabo bên này thì dễ xem hơn đó. Đấy, quý vị nhìn thấy chỉ cabo còn nguyên. Đấy. Về phần đầu xe thì quý vị nhìn thấy đây, cụ giảm sóc còn nguyên, không móp méo gì cả. Đây, cái phần má thì cũng còn nguyên nha, bên má là vẫn còn nguyên. Bởi vì nếu như bị móp méo thì cái này nó xô lệch này, cái sống này nó bị xô lệch, không tài nào nắn được cho nó phẳng phiu như này. Bởi vì một bên là nó dập, khi nhà máy người ta sản xuất ra là người ta dập. Đây, khi sản xuất ra nhà máy người ta đã dập rồi, máy áp lực cao nó dập được thì nó nguyên bản. Còn nếu như đã bị móp méo rồi thì không tài nào nắm nữa, nó vuông thành sắc cạnh như này được. Thế như quý vị nhé, cho nên hai bên má này là còn nguyên, không bị đâm va gì hai bên má. Thế còn về đây, cụ giảm sóc đinh tán còn nguyên đây. Về phần đầu xe quý vị nhìn thấy đầu xe còn nguyên. Đây, chỉ còn nguyên mà, không đâm va gì vào đến để âm va gì cả. Đấy. Đây còn về phần máy thì đây, như mình kiểm tra đây, quý vị có thể nhìn thấy con ốc ở dưới kia. Đây là con ốc đây. Đây là cái con ốc mà quý vị nhìn thấy, ốc mà giáp giữa vách máy. Đây, có một con ốc đấy ạ. Quý vị có thể nhìn thấy con ốc. Quý vị nhìn con ốc đấy ạ. Giữa vách máy và hộp số thì là chưa mở. Tức là chiếc xe này là chưa mở máy, chưa làm máy quý vị nhé. Máy vẫn máy zin. Đấy. Còn những cái ốc ở trên mặt này thì là nó han dỉ theo thời gian. Là con này nó là biển Hải Phòng. Thì cái đây nó chỉ có han dỉ theo cái gọi là trong không khí thôi. Chứ còn máy còn nguyên quý vị nhé. Máy là vẫn còn nguyên đấy. Mình nói luôn là máy còn nguyên. Chưa làm máy. Cho nên là không có, quý vị rất là yên tâm khi mua chiếc xe này. Chiếc xe này hiện nay là phiên bản đặc biệt nhập khẩu nguyên chiếc năm 2011 và Dũng Audi hiện nay đang chào bán với giá là 398 triệu đồng. 398 triệu đồng cho chiếc Hyundai Accent phiên bản đặc biệt. Bây giờ mình sẽ đóng capo lại cùng với quý vị chạy thử trải nghiệm chiếc xe này. Một chiếc Hyundai Accent phiên bản đặc biệt và hiện nay Dũng Audi đang chào bán với giá là 398 triệu đồng. 398 triệu đồng quý vị nhé. Chìa khóa thông minh, đèn nổ start top, cửa sổ nóc, gương kính chỉnh điện cục điện, vô lăng tích hợp bàn phím, đèn start top, màn hình camera lùi nguyên bản theo xe và cửa sổ nóc, trang bị 6 túi khí. Vâng, bây giờ thì quý vị hãy cùng mình chạy thử chiếc xe này. Ok, bấm đèn start top phát nổ luôn. Máy rất nổ, rất êm nhé quý vị nhé. Quý vị có nghe thấy máy nổ không? Máy nổ cực êm. Mình sẽ yên lặng để cho quý vị nghe tiếng máy. Đấy, máy nổ cực êm luôn. Bây giờ mình sẽ vào số. Ok, máy rất bốc nha. Nhấc khỏi chân phanh cái là máy đã ok rồi.
eco đây quý vị nhé. Đây mình cho quý vị quay luôn cái mặt đồng hồ cho quý vị xem là xe được trang bị đây ạ. Đây là xe trang hiện nay xe chạy sản xuất và nhập khẩu nguyên trước năm 2011. DOD hiện nay đang là 8,5 vạn. 8,5 vạn là mỗi năm chạy 1 vạn, chạy 1 vạn. Khi xe chuyển động thì máy eco nó cái động cơ nó mới báo là đây có chữ eco, quý vị có thể nhìn thấy đây là chữ eco đây. Và hiện nay đang nổ tại chỗ thì đèn eco vẫn còn đang sáng nhưng mà chưa xanh. Khi nào xe chuyển động thì nó sẽ chuyển sang màu xanh. Đấy, nó chuyển sang màu xanh chưa? Nó chuyển sang màu xanh tức là nó đã báo là động cơ ở chế độ tiết kiệm nhiên liệu. Bây giờ mình phanh lại thì là đỗ một chỗ thì nó sẽ tắt. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Đấy. Đấy là xe được trang bị động cơ eco.